Giới thiệu với mọi người, đây là một bộ ấm chén từ xa Bát Tràng này. Dung tích ấm là 350 ml, hàng gốm mộc không tráng men nhé. Đây là một bộ một ấm 6 chén 7 đĩa. Cái dáng ấm của nó hơi là dẹt như thế này, miệng rộng, màu là màu đen, hàng của nghệ nhân Bát Tràng nhé, nghệ nhân Vương Mạnh Tuấn, chuyên về dòng gốm mộc từ xa. Thì mọi người có thể lên trên mạng sớt là sẽ ra được nghệ nhân trong lòng ấm không trắng men, miệng rộng này. Đây là chiếc đĩa lót này, chén của nó miệng là 6, cao là 3,5, đĩa lót là 8,5 nhé, đĩa lót là 8,5. Cái chén lòng trắng như thế này thì nước trà đẹp chúng ta rót vào sẽ rất là nổi. Ở bên trong lòng chén thì tráng men như thế này, không sợ bị bám cặn trà nhé, không sợ bám cặn trà, dùng rất là ok. Chiếc ấm này, cái dáng ấm này rất là hay nhé. Chất đất này khi mà chúng ta sờ vào bên ngoài nó sẽ ráp như là sờ vào giấy ráp, nó sẽ gồ gồ ráp lên như vậy. Cái khay này là mình đang để tạm thôi, chứ còn cái khay này là không không phải theo bộ của nó. Cái quai cầm của nó rất rất là độc đáo này. Ở bên trong lòng là cái lọc như thế này nhé, bên trong lòng là họ chấm hoa mai. Nắp rất là ok nhé, nắp độ khít cao, nó vẫn có độ dơ một chút chứ không phải nó khít lịt hẳn lại. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất, mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng, mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm mà chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video, mọi người có thể lên trên kênh bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại, bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.